chúng ta đi tham quan khu vườn làng Hà Bắc Mạnh, cùng đi theo tôi với lại Caraman đi tham quan khu vườn này có rất nhiều loại cây trái. Và bây giờ cái đầu tiên để quý vị thấy này, đây là cây mạnh 4-5 tuổi và đã có trái mà ăn trước, bên kia là có trái. Đây là bưởi, bưởi da xanh, bưởi da xanh cũng 4-5 tuổi, nó đã cho hai quả trái rồi, nó cho mấy quả trái rồi. Kia, yeah. Cái đây cũng vậy, cái đây cũng vậy, cái đây cũng vậy, cái đây cũng bưởi da xanh này. Ở trên kia, chúng tôi nuôi ong, nuôi ong cũng được 1 năm rồi. Đây cái bưởi năm rồi cũng được 4-5 tuổi, đã cho mấy đậu quả rồi, hai ba đậu quả rồi. Đây là cái dừa này, cái dừa này được 5-5 tuổi rồi. Đây 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 cái samuche tiếp đây, nó vẫn cho quả rồi này, đây đây cho quả rồi, được 4-5 tuổi. Đây cây quýt, cây quýt đây nó cũng đã cho quả, đây rất là nhiều quả, đó quả rất là nhiều. Đây cái đây cái nho bông này, đây là nho bông này, đây một năm nó ra hai đợt bông này, đấy bông này chắc là có trái này, ớt này, ớt lùng này, ớt xanh này rất là ngon, rất là thơm. Còn đây là cốc thái, cũng 4-5 tuổi rồi, cho sai quả lắm. Đây đây quả rất là sai, quả rất là sai, thấy chưa, quả sai ghê chưa. Ổi đây, đây là ổi, ổi nữ hoàng, ổi nữ hoàng này nó cũng có trái này. Còn đây là cái liệu kia, cái liệu này đó, cái liệu này đó, cái liệu kia thật to đúng không. Trái đây, trái sắp chín rồi nè, đây là chuối, chuối, đây chuối, chuối chét, chuối chét, đó, ong thì thật to, đúng không? Xoài đây đã 100 năm tuổi rồi, đây là cây xoài 100 năm tuổi, 100 năm rồi đó, cây xoài đã 100 năm, gốc cổ thụ đây, gốc cổ thụ này 100 năm. Đây là chuối, đây có bông rồi đó, bông nhiều lắm, bông là trái nhiều lắm, đây đây đây, đây đây đây, đây. Còn kia, thế. Đây là cây cảnh, cây cảnh, cây trà là, chù, cây trà là, hả, cây trà là. Còn ở đây nữa lá thứ đi, đây là lá thứ đi, đây đây là lá thứ đi, rồi lá thứ đi, cái đây là đây là xoài, xoài non rất là ngon,
lá ăn rất là ngọt à, rồi non. Cây rau quả đây à, dừa đây cũng 4-5 tuổi là đang có quả đây, đây là dừa đang có quả nè à. Còn đây là chanh à, chanh tứ quý rất là nhiều trái, trái rất là sâu à. À, rất là nhiều trái. Cái ngọt, cái ngọt rất ngọt. Đây mời các bạn thưởng thức đây. Bây giờ chúng ta tạm nghỉ chút nữa, chúng ta đi tiếp. Tôi cùng các bạn đi caravan và đi qua đường dừa phía khu vườn phía trước đó. Người ta chửi không vậy? Trời ơi. Cầm đây để mà cho bò nè à, chúng tôi cung cấp đây cho bò ăn nè. Chúng tôi
tôi chỉ làm tiếp là thêm vụ thứ tư cho những năm 2024 đây. À, tiếp tục chúng ta đi vào cái
chưa? Mấy chuối này ăn sống rất là ngon các bạn. Thấy đây đây rất là ngon tới đây ăn rau sống xào thịt bò rất là ngon các bạn thấy chưa, chù rất là ngon. Rồi, bây giờ chúng ta cùng về nhà để mà thưởng thức món này nha. Tạm biệt.